Ngà Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 17 tháng 4 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5 đến tháng 7, hiện tượng El Nino vẫn duy trì nhưng cường độ suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng 6 năm 2024, sau đó có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 75 đến 80%. Từ nay đến tháng 7 trên biển Đông có thể có bão nhưng số lượng cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới thấp hơn trung bình nhiều năm, trung bình các năm là từ 2 đến 3 cơn từ tháng 5 đến tháng 7 là thời kỳ nắng nóng gia tăng tại miền Bắc và miền Trung. Nắng nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng cai cắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, tình trạng khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 7 năm 2024. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực ngày 17 tháng 4. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Phía tây bắc bộ có mây ngày nắng, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và Thừa Thiên Huế có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 37 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các thành phố trên cả nước. Thưa quý vị, hiện nay nhiều hồ chứa thủy lợi ở Tây Nguyên đã ở trạng mực nước chết, không chỉ khu vực này, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, dòng chảy trên các sông và hồ chứa tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cụ thể, nhiều hồ chứa thủy lợi ở Tây Nguyên đã chạm mực nước chết, dẫn đến cây trồng bị thiếu nước. Cục Thủy lợi Thông tin, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi ở Tây Nguyên còn 40% dung tích thiết kế. Một số địa phương như tỉnh Gia Lai đã có khoảng 168 ha lúa bị hạn hán. Tỉnh Con Tum có khoảng 19 ha lúa bị hạn hán thiếu nước. Đây đều là diện tích sản xuất nằm ngoài hệ thống tưới các công trình thủy lợi. Dự báo tình trạng hạn hán thiếu nước nguy cơ tiếp tục xảy ra tại một số các công trình hồ chứa nhỏ và vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tới nước với tổng diện tích đất trồng ảnh hưởng khoảng 15.000 đến 26.000 ha. Những giải pháp để hạn chế tình trạng thiếu nước được áp dụng như nông dân kết hợp giữa kỹ thuật tưới nước tiết kiệm với thảm phủ, Bón phần cân đối để giảm thiểu tối đa thoát hơi nước, đặc biệt là đối với đất trồng, cà phê, hồ tiêu. Bên cạnh đó là không cưa cây che bóng, cây đai rừng đã có ở các vườn. Ngành nông nghiệp có kế hoạch chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng tại những nơi có khả năng thiếu nước, vận hành hợp lý các công trình, điều tiết nước theo từng giai đoạn phù hợp với thực tế. Tương tự, vùng đồng bằng sông Kiều Long cũng có khả năng thiếu nước do xâm nhập mặn. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày tới độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2023. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Kiều Long, khả năng tập trung trong các ngày từ 22 đến 28 tháng 4, từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 5. Trước tình hình trên, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ nông nghiệp và đời sống sinh hoạt, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất đối với diện tích cây ăn trái có giá trị kinh tế cao chịu mặn kém trước khi tưới nước người dân cần kiểm tra nồng độ mặn đối với các hộ nuôi trồng thủy sản phải thực hiện quan chắc theo dõi độ mặn môi trường nuôi từ đó xác định khoảng thời gian bắt đầu nuôi và thời điểm kết thúc phù hợp không chỉ thiếu nước cho sản xuất nhiều tỉnh còn có nguy cơ thiếu nguồn nước cho sinh hoạt Đơn cử như mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có hướng dẫn về việc không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch, nhất là trong cao điểm dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và mùa hè năm 2024. Theo đó, các đơn vị phối hợp vận hành có hiệu quả trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa đầy đủ nguồn nước thô từ đập An Trạch vào nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước sân bay trong trường hợp sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn các sở ngành thành phố Đà Nẵng cùng phối hợp với tỉnh Quảng Nam thi công đắp đập tạm trên sông Quảng Huế nhằm điều tiết lượng nước về hạ du sông Vu Gia. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên thế giới, mới đây giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Uran và Tây Nam Siberi của nước này tiếp tục dâng nhanh khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân sơ vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp. Trong thông báo đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nêu rõ mực nước trên sông Tobol đang tăng rất nhanh. Tại thành phố Kugan, khoảng 1.500 người dân đã phải chịu cảnh mất điện. Thống đốc tỉnh Kugan Vadim Sumkov nhận định tình hình rất nghiêm trọng trong thời gian tới do mực nước trên sông Tobol có thể dâng cao tới 11 mét. Sáng ngày 16 tháng 4, nhà chức trách đã yêu cầu người dân ở Isim, tỉnh Tuimen, Sơ tán khẩn cấp do nước sông Isim tăng cao, đồng thời cảnh báo mực nước các con sông trong tỉnh có thể đạt đỉnh trong những ngày tới. Lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng ở vùng núi Ural của Nga do băng tan cùng lượng mưa lớn, tính đến cuối ngày 15 tháng 4, hơn 125.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.